Chia sẻ của bạn Hoa U Đàm về chú Lăng Nghiêm và sự thay đổi sau khi học Phật. Tôi trì chú Lăng Nghiêm được gần một năm. Mấy hiện tượng tôi trải qua nhiều lắm. Tôi không có ai chỉ cho trì chú. Lại xung quanh tôi, bạn bè, họ hàng còn không ai theo đạo Phật, nên tìm ai hỏi cũng khó. Một lần hữu duyên lướt Facebook, thấy có bài chú hay, sáng hôm sau đi ra cổng chùa, mua về và bắt đầu trì. Tôi trì mỗi lần một biến. Thời gian đầu khó khăn vô cùng, có lẽ vì nghiệp tôi sâu dày, nhưng tôi không nản chí. Trì được nửa tháng, người tôi từ chân lên đến đầu, lúc nào cũng nóng như người sốt cao vậy. Một hôm trì xong, tôi thấy đau mắt. Tôi soi gương thấy hai con mắt đỏ như hai cục máu, nhưng tôi không sợ hãi mà đi viện. Rất nhiều tiền thuốc không khỏi. Tôi tìm hiểu và tự cảm nhận có oan gia trái chủ. Tôi tìm mua quyển sám hối trả nợ cho oan gia trái chủ, thành tâm tụng ròng rã hơn một tháng. Tình hình đỡ hơn, cứ như thế cải thiện từng bước. Tôi quy y Phật online chùa Giác Ngộ vào tháng 10, lúc đang mùa dịch Covid. Từ đó tôi đam mê học kinh. Nhưng chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú, tôi vẫn tụng đều như một pháp môn. Và tôi bắt đầu xếp thời gian. 5 giờ sáng tụng 7 biến chú Lăng Nghiêm, 5 biến chú Đại Bi, thập chú tụng một lượt, xong làm việc. Chiều về 4 giờ tôi tụng kinh Dược Sư, trì 108 biến chú Dược Sư, chữa bệnh cho con tôi. Tối tôi tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho cha mẹ chồng và cửu hiền thất tổ và các chúng sanh vô tình hay cố ý làm hại họ. Tôi chuyên tâm trì tụng hàng ngày, thân tâm tôi cải thiện nhiều lắm. Tôi bị anh ruột của chồng hại cho nhà tan cửa nát. Con tôi bị anh ấy cho âm binh tẩy não như thằng khờ suốt 7 năm. Tôi đi chữa khắp nơi. Tôi tưởng mất đứa con này. Tôi hận anh ấy đến xương tủy. Nhưng từ lúc tôi trì tụng tới giờ, tôi cũng không hiểu sao hận thù tan biến đâu hết, mà chỉ còn tình thương. Vì anh ấy luyện âm binh làm thầy bói, chuyên hại người, hại nhiều lắm. Và tôi mừng nhất là thằng con tôi từ lớp 1 đến lớp 3 chuyển 3 trường vì không thể học được từ lúc vào lớp 4. Trước đó tôi tụng kinh, thì khi tôi chuyển cháu từ trong Nam ra, tôi tu và phát nguyện ăn chay trường. Tôi tụng kinh Dược Sư và trì chú vào ly nước lọc cho cháu uống. Nó thay đổi đến nỗi chồng tôi vô cùng ngạc nhiên. Nó từ người 1 cộng 1 không biết bằng 2 mà giờ thành học khá trong lớp. Chồng tôi từ người không tính mà giờ anh ấy cái gì cũng tin vào kinh Phật và nhân quả. Gia đình tôi dần cải thiện và tôi ăn chay trường từ tháng 7 năm ngoái, tức là tháng 7 năm 2020. Tôi vẫn nấu ăn mặn cho gia đình, nhưng tôi ăn thuần chay, không trứng, không sữa, ngũ tân cũng không, mà không bao giờ bị mùi thức ăn làm cho thèm cả. Tôi béo và như trẻ ra vài tuổi ấy. Nhân đây tôi xin chúc các bạn luôn tinh tấn và tìm sự an lạc trong con đường tu tập. Khó khăn cũng không nản chí, hãy luôn cố gắng lên. Giọt nước nếu nhỏ thường xuyên cũng thủng đá. Người tu tập mà lười biếng thì không khác gì cọ cây lấy lửa, cây chưa kịp nóng đã nghỉ. Dẫu tha thiết muốn có lửa, lửa cũng không vì đó mà có được. Hãy siêng năng, nhất định sẽ có kết quả như ý. Hoa U Đàm, ngày 9 tháng 4 năm 2020.
21.